Con về tròn không, con cho vào khay đi con. Cho vào khuôn đi. Bin, bạn Minh Phú làm bánh hình gì đấy nhỉ? Thôi, còn bạn Sóc thì làm bánh hình gì con? Thế các con gõ đập khuôn bánh ra xem nào. Gõ khuôn ra xem nào. Đây mẹ hướng dẫn nha. Chặt thế nhỉ? Thế thì vỡ cả khuôn à?